Clip con gái Phi Nhung khóc nức nở trong show diễn tưởng nhớ cố nghệ sĩ, lý do khiến ai nấy đều xót xa. Cách đây ít giờ, anh họ Phi Nhung đăng tải clip quay Wendy Phạm, con gái Phi Nhung tại show diễn tưởng nhớ cố nghệ sĩ tại Mỹ. Khán giả không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh con gái Phi Nhung bật khóc nức nở khi nghe một nữ ca sĩ trình diễn bài hát của mẹ. Bên cạnh đó, anh họ Phi Nhung cũng đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Wendy Phạm. Có thể thấy, con gái cố nghệ sĩ ăn mặc khá đơn giản với váy đen và một sợi dây chuyền đính đá bản to. Nhưng khán giả phải sững sờ khi thấy Wendy ngày càng giống mẹ ruột từ ngoại hình cho đến thần thái. Trước đó, Gigi Phương Trinh cũng có những chia sẻ về Wendy Phạm. Cô cho biết con gái Phi Nhung đã vào phòng thu âm một ca khúc để dành tặng cho ca sĩ. Được biết, khi con gái giọng ca phải lòng con gái Bến Tre quyết định làm điều này, vợ cũ Bằng Kiều đã không khỏi bất ngờ. Bởi theo cô, Wendy bị chứng rối loạn lo âu, ngại xuất hiện hay phát biểu trước đám đông. Gigi Phương Trinh ngỡ ngàng khi Wendy có cách phát âm giống hệ Phi Nhung khiến cô phải giật mình. Giọng hát Wendy vẫn còn rất non, không điêu luyện như giọng của mẹ. Hơi cũng không dài bằng, nhưng không hiểu sao nó vẫn có thể làm trái tim người nghe quặn đau lên từng cơn, nữ ca sĩ đánh giá. Theo lời vợ cũ Bằng Kiều, đây là ca khúc mà Wendy đã lấy hết can đảm để thể hiện bản thân con gái Phi Nhung không muốn trở thành ca sĩ mà chỉ muốn hát tặng người mẹ đã khuất của mình.